Chào các bạn, hôm nay mình nói về lệnh sell, tức là lệnh tạo những cái thành mỏng từ một cái khối solid. Thì cũng hay gặp các bạn khi mình thiết kế sản phẩm, tôi dùng cái file là sell trong từ mục là engineering feature và sell. Thì lệnh này nó khá đơn giản, các bạn chỉ việc là chọn lệnh sell nè, sau đó mình chọn cái mặt mà mình muốn, từ đó nó sẽ khoét rộng cái chi tiết của mình từ mặt trên này nha. Thì các bạn thấy đây, ban đầu chi tiết mình các bạn là nó là một cái dạng thế này. Thì khi mình chọn lệnh sell nhá, thì nè, nguyên lý nó là sao, từ cái mặt của mình á, nó cứ đục xuống, đục sâu vào. Khi nó đụng cái mặt giới hạn thì nó sẽ offset vào đúng chiều dày bằng mình chọn ở đây, dù chọn là 2 ly nhá. Đấy, các bạn đổi hướng là cho nó đụng ra hoặc là đụng vào. Đấy, thì các bạn thấy nha, từ giờ nó cứ đụng xuống, nó đụng cái mặt này offset vào 2 ly, nó đụng mặt trong này nó offset vào 2 ly, nó đụng mặt dưới đây nó offset lên là 2 ly. Cách làm là như vậy. Các bạn có thể chọn là một mặt hoặc nhiều mặt cũng được. Ví dụ bạn muốn chọn thêm một mặt nữa, các bạn chỉ việc nhấn Ctrl nè, các bạn chọn thêm anh này nhé, thì thế này, các chọn thêm mặt này nữa thì còn như vậy thôi. Và nếu muốn bỏ chọn thì các bạn hay chọn là nút phải chuột, các bạn là remove, các bạn nút phải chuột các bạn chọn remove. Thì trong cái thẻ reference này nó còn một cái tùy chọn khác nữa, nó gọi là non default thickness, có nghĩa là những cái thành mà nó có cái chiều dày không như mặc định. Ví dụ như đây các bạn chọn đang để là 2 ly đúng không, 2 ly đây. Nếu các bạn muốn cái mặt đáy nó dày hơn, dày 4 ly thì các bạn hãy chọn đây một cái nè, và các bạn lít vào cái mặt đáy và các bạn để là dù bây giờ tôi muốn là 4 ly nha. Ok, thì các bạn cắt ngang xem thử nè, mình dùng chức năng là qua cái thẻ là view section, mình cắt ngang mình coi thử nha. Các bạn thấy đây, mình dùng mặt phẳng front nhìn vô nha, đấy là cái thành bên này á, nó dày 2 ly đó các bạn, nhưng mà thành đáy nè vậy là 4 ly, là do mình đã để cái chế độ là non default thickness, hay là mình để là chiều dày không đồng đều. Cũng như những lĩnh khác, nếu các bạn muốn sửa lại, các bạn chỉ việc là nút phải chuột qua đây và chọn là definition. Đấy, thì về cơ bản như tôi chọn thêm một cái mặt để tôi làm cái ống chỉ nha, thì nó đây các bạn, tôi remove đi, tôi chọn mặt này thôi, các bạn hình như thế này như một cái ống chỉ. Ngoài cái tùy chọn là non default thickness ra, nó còn một tùy chọn khác nữa, đó là cái việc là bạn muốn loại bỏ bớt một số bề mặt mà các bạn không muốn đưa vào cái lệnh lệnh sell này. Tôi mở cái file thứ hai ra luôn nha, tôi mở cái file engineering feature và sell, tên là exclude surface. Giả sử giờ tôi có cái chi tiết này, tôi cũng muốn sell nó, nhưng mà tôi không muốn sell ở cái phần những cái vấu lồi đấy các bạn. Tôi không muốn sell đó, tôi muốn sell cái phần ở bên trong thôi, từ phần cái mặt của mặt revolve này thôi nha. Đó, tôi muốn sell cái anh revolve này nè, những cái anh mà ụ ra ngoài á, tôi không muốn sell. Thì tôi dùng chức năng là sell nè, cái mặt đáy nha, các bạn có thể nhập vào gì, tôi muốn xài dày là 1.5 ly, đồng ý. Ở đây các bạn chọn cái thẻ option, nó có cái tùy chọn là exclude surface, tức là những cái mặt mà bạn không muốn sell. Thì ví dụ tôi làm thử nha, tôi chọn mặt này, tôi nhấn Ctrl chọn mặt này, hơi lâu tí các bạn nha, nó sẽ loại bỏ ra ngoài. Sau đó các bạn chọn thêm mặt này và cái mặt này nữa, thì các bạn thấy đây, lúc đó khi mà sell á, nó chỉ tính là cái mặt tròn xoay thôi. Cái mặt này nè, tôi chọn luôn mặt này cho đủ luôn nha, các bạn thấy đây nè, nó không phải tính tới. Tương tự như vậy, nếu các bạn muốn cho những cái mặt còn lại, các bạn có thể chọn thêm vào nha, dù chọn anh này. Này nó hơi lâu một tí. Thì các bạn sẽ có hai cách làm việc. Một á, là mình sẽ sell trước khi mình làm cái vấu lồi này ra. Hai là các bạn làm cái vấu lồi rồi sau đó các bạn dùng lệnh sell. Thì thông thường á, khi làm lệnh sell này á, thì các bạn sẽ làm sau cái lệnh round. Tại vì nếu các bạn bo tròn mà các bạn sell mà bạn chưa bo tròn á, thì nó chỉ phần là nó sẽ bị nhỏ ở đầu, cho nên là mình sẽ bo tròn trước rồi mình sell thì nó sẽ ôm đều vào. Đấy, cái này nó hơi lâu ha. Trong tình huống nè, lỡ nó lâu như vậy, các bạn muốn cancel nó đó, các bạn hết vào đây nha, các bạn cancel nó đi thì nó sẽ không có nữa. Đây, giờ tôi làm một cái đơn giản điển hình như vậy thôi nha, các bạn đồng ý. Đấy, có cái tùy chọn khác, giả sử mà không muốn làm như vậy nha, thì bạn làm như vậy, bạn thấy là bạn xóa này đi nha, delete này đi. Rồi các bạn biết là cái phần này nè là nó có sau đúng không, các bạn đưa lên đây chuột cái lên đây, các bạn lại hoàn sell trên đây nha, các bạn sell anh này một cái 1.5 ly, các bạn đồng ý.
sau khi bạn share rồi bạn mới là tạo cái phần grip này vào đây. À, nhưng mà lúc này thì do là bạn vẽ cái phần tử này đó, nó bị sai đi, các bạn phải vẽ lại một tí cho nó đầy đủ. Các bạn thấy là vẽ lại cái anh revolve này nè, anh definition nó lại nha. À đây thì anh này là anh cố tình anh vẽ như vậy thì các bạn hơi khó làm à. À, trong lúc này các bạn hơi khó làm thì do không tính trước các bạn, cho nên mình phải là đem cái lệnh sale này về phía sau như thế này nha. Và trong tình huống đó thì bắt buộc các bạn phải dùng chức năng là exclude để bạn loại nó ra. Đây. Rồi, đó là những cái điều cơ bản nhất về lệnh sale. Tất nhiên sau này khi thiết kế nâng cao và sẽ có một số tình trạng khác như là các bạn không thể sale được, hoặc là các bạn sale nó lại bị nhọn ở đầu, thì mình sẽ có cách xử lý sau. Nếu có cơ hội phần nâng cao tôi sẽ nói tới. Còn ở đây thì phần cơ bản mình chập dừng ở đây thôi. Rồi. Cảm ơn các bạn.